Đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm 4 người quăng lưới bắt được một con cá lớn. Cả 4 đều vui mừng vỗ vào đầu nó, định đem lên bờ. Đến khi nam thanh niên áo đen cọc đầu mình vào con cá, thì nó giãy giụa và rơi xuống nước. Cả 4 nhìn nhau tiêu nghỉu, môi đến miệng thôi con đẻ sỏng, chán ghê. Người đăng video tâm sự. Còn heo xé nè, tao là heo chứ có phải ngựa đâu mà bắt tao nhảy. Ủa mình nhịn được lâu lắm rồi đi chứ. Nói ăn như heo, ngủ như heo, chứ có ai nói nhảy như heo chưa cha nội. Tao quên chết cha mày. Hình ảnh thực tế chứng minh đu nặng gãy chứ ông nào đánh phận ra đu nặng khác thì do đầu óc đen tối thôi nha. Cuối cùng thì anh cũng như bao người đàn ông khác. Người thì xăm trổ ra đường, anh là hổ báo. Nhưng về nhà anh là mèo con. Yêu vợ chiều con và thích nghịch đồ của vợ. Nhưng mà lỡ quên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nên ngồi chờ vợ về giải cứu đống bụi nhùi chứ biết sao giờ. Gặp thêm đứa con gái chất lượng, nó lôi đầu ông già nó muốn rụng hết mấy cọng tóc. Mày xong rồi. Lại một thanh niên sống kiếp thê nô. Vợ mình thì mình sợ chứ mình có đi sợ vợ hàng xóm đâu mà xấu hổ, đúng không anh em? Ông bà đã dạy rồi, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu trường sinh bớn lão. Cứ nhịn tí cho yên cái nồi cơm. Không khéo có thằng khác nó nhảy vào, vợ mình nó xài, con mình nó sai lại khổ. Ra đường là cá mập, nhưng về nhà cứ là cá con cho nó bệnh. Quá tuyệt vời, tôi nói là em không cần phải làm gì cả. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Pha này coi như bỏ, uống nước biển cho phù thận luôn. Pha tắt đường ác chiến thật, đúng thời điểm, đúng cả địa điểm luôn. Siêu xe đến mấy rồi cũng phải tắm nước cống thôi. Được rửa xe miễn phí kiểu này, khóc ra tiếng gì cho bớt đau lòng đấy anh em. Du thuyền mặc dầu đã được giải cứu ra khỏi gền đá, nhưng mà coi bộ không qua khỏi cơn nguy kịch đâu. Kéo thẳng tới công ty thu mua phế liệu luôn cho nhanh. Khá quật sự thật câu chuyện hàng xách tay nguyên kiện số lượng lớn bỏ sỉ theo lô đây anh chị em ạ. Ở đây không chỉ có hàng xách tay mà còn có hàng phát trên vai nữa. Một mặt người hơn 10 mặt của, cứ bỏ của chạy cứ lấy thường trước đã rồi tính anh em nhỉ. Khó, chết mẹ mày rồi con. Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Khi đi con xe bóng soi gương được, khi về không khác đi cày từ ngoài đồng. Tắt trúng đoạn thất đức thật. Nam mô A Di Đà là chủ nhà ăn quả táo nhãn lòng hay ăn gì mà nghiệp quật dữ dội thế không biết. Nhà chưa kịp xe xong đã bị đập tứ tung rồi. Mấy là công nhân chạy hết ra, chưa đè trúng người thì xác định biệt thự giác vàng, năn nỉ người ta ở cho thêm tiền cũng không dám. Ôi vài ơi. Ban đầu còn tưởng siêng năng tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, ai dè lại bị chó dí tụ quần. Ông nào muốn thuê PT mà không có tiền, nuôi con này đảm bảo hiệu quả ngay. Chỉ cần cho ăn đủ ngày 3 bữa, tối ngủ với chủ là ok. Mẹ cây tinh à. Đua địa hình chứ không phải đua xe địa phủ đâu ạ. À, vứt cái bánh rồi chạy bằng niềm tin à. Chạy về đến cướp vàng hay chạy đến suối vàng cũng không biết nữa. Đỉnh thật, làm nông thời 4.0 khác bọn hẳn. Ngày xưa thì cầm cú sớ đơn muốn rơi cánh tay, ngày nay chỉ cần 5 phút là ra cơm, ra cháo, ra rào, ra củ ăn ngay. Xin thề, đây là pha bổ dừa ảo ma Nobita nhất trong lịch sử bán nước dừa đấy các ông. Cuốc không chỉ chặt được dừa, mà nước dừa còn đen như nước cống nữa các ông. Sau khi phát hiện ra sự thật, thanh niên chạy đi rửa tay không kịp luôn. Người yêu nước chân chính nhìn phát biết ngay, tổ quốc trong tầm mắt không chạy đi đâu được. Mười đêm, mười đêm. Xe ô tô mà như xe băm đất nổ máy lên rung như giả gạo. Đề xe phát chỗ nào cũng chuyển động, chỉ có mỗi bánh xe là đứng yên. Xe vậy mà cửa nẻo rung như dân bay lắc. Kiểu gì? Kể từ ấy con chim non không còn cất tiếng hót. Con chim non phải chui đầu vào cánh. Tội không tin tưởng người khác, cứ phải kiểm tra chất lượng công trình nhà nước mới chịu. Tông thử xem rào chắn cứng hay xe cứng, ai ngờ đi đo ruộng người ta. Ôi vài ơi. Quả là nước đi không ai lường trước được.
Trồng cây mà muốn nhanh có quả ăn thì cứ chơi như ông này là chất hơn quả đất. Chọn cây nào có trái rồi đào trở về cho nó lẹ. Thông minh lắm, đúng là con trai của ta. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người bị mắc kẹt thôi. Pha này tiến không được, lùi cũng không xong rồi. Thôi mang ống bô về cho bọn con nít đổi kẹo đổi cà rem chứ để làm gì nữa. Cứ ngỡ sống ở thành phố không phải thấy cảnh chảy nước lụt. Nhưng mà ai ngờ ở thành phố ông trời mới hắt xì phát nước đã ngập rồi. Ở quê mỗi mùa nước lên rủ nhau đóng bè chèo ra ruộng tha hồ vớt cá. Còn ở thành phố mỗi mùa nước lên tha hồ vớt rác. Nhất là ba con sói chạy đầy đường. Khiếp thật các ông ạ. À. Đến đây màn tấu hài của 500 anh em nhà channel xin được hạ màn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin chào và hẹn lại trong những video tới.